Ok, mình sẽ chơi tiếp tục game 2018 3x3 để xem nó sẽ được bao nhiêu điểm đây. 128 là số điểm cao nhất cần đạt được rồi. Sáu tư rồi này. Cái này dễ hơn này kia. Oh my God. Lại đi. Số tư. Hai. Ok. Yes. Keep playing. Lấy 3 người nhỉ. À thật. Oh my. Trời ơi, sao mình có được thua với nó xẹt được. Lại đi. Khó nhỉ. 48, 16, 32, 64, 18. Không chúc mừng ở đây rồi. Keep playing. Sao? Ôi, no. Đúng bước sai lầm như lúc nãy luôn. Keep praying. Tiếp tục nào. No, 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 no. Suy nghĩ thật kỹ nào. No. Chưa rồi. Lên. Xong. Lên. Lên thua rồi. Ok, y ta là 1 2 8.